xin mời cả ba. Quá trời súng rồi. Trời nhào ra. Bây giờ sẵn sàng chưa? Rồi. Người chơi tìm đường đến bến phà ở bến Ninh Kiều để di chuyển qua xóm chài nhận nhiệm vụ từ chương trình. Kiếp đại nghĩa liền. Thôi em đây, em đây. Người chơi làm nhiệm vụ là lấy đủ 30 kg 5 loại trái cây. Mà trong đó có sầu riêng. Mỗi người lấy lần lượt, không lấy cùng lúc. Sau khi lấy đủ thì tìm nơi có MC để cân. Mà nếu mà lấy dư là phải ăn sầu riêng, chứ không được ăn mấy trái kia. Nếu 5 kg ăn 5 kg, mình dư 1 kg cũng phải ăn 5 kg luôn. Dư tiếng mình phải ăn nữa. Lại ăn thương. Lại không được, cô kêu tôi lấy nhiều rồi tôi lố hả cô? Ok ok, đây rồi, Long ơi đi, Long đi lấy đi. Không bỏ vô túi, không đủ, không móc ra. Sao? Cái gì ở sạch vậy? Trời ơi, ở sạch vậy anh? Vậy thôi Phong, ít quá ít luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cân liền lập tức. Coi cái số lượng là bao nhiêu. Cái của anh là Khoan. Coi có giấu trong người cái gì không? Cái xoài. Có cái vụ ăn gian giấu cái xoài nữa là. Em cân liền cho mọi người coi nha. Là chắc chắn là trong mỗi một cái giỏ này đều có một cái trái sầu riêng. Và bây giờ đây là cái giỏ mà anh Long mang về nè. Là 7kg nha mọi người. Yes sir. 7kg. Anh Long mang 14 là 21. Anh Long mang về 7kg. Chứa từ từ. Đây là cái giỏ của anh Hồng Sơn. Anh Hồng Sơn, anh Long nghe nè em. 7kg luôn. 77 là 14. 14kg. Ây da. Là 28kg. Có nghĩa là thiếu 2kg. Vậy thì bây giờ nè, anh chị ơi, em sẽ lấy sầu riêng mà anh chị mang về nha. Mình cân đủ 2kg sầu riêng. Và sau đó mình xẻ ra mình ăn liền nha. Cái này đúng 2kg luôn. Xẻ ra anh chị, xẻ sầu riêng ra ăn liền. Không, ít lắm anh chị ăn đi. Có 2kg. Có 2kg có bao nhiêu đâu. Hết. Phải 2kg. Ăn đi. Ăn mặt mụn không còn được. Phải ăn. Anh quay qua, quay qua. Hồng Sơn ăn không được sầu riêng. Đây, mã số 6104. 24.047.577 đồng. 24.047.000. Vỗ tay mà.